Thầy xin chào tất cả các bạn. À, có thì cho thầy xin với uh, Gia Huy nha. Có thì uh, cho thầy xin với uh, Gia Huy ơi. Để thầy uh, share cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn em uh, rất là nhiều. Rồi thầy cảm ơn Gia Huy. Rồi có đề 19 20 luôn nè. Rồi thầy chào Chí Lã nha. Rồi thầy chào Thành Nam. Thầy chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng các bạn nha. À, thầy hay gọi là đề Đà Lạt các bạn. Thì đề thi chuyên này các bạn, thì phần nghe chiếm 3 điểm các bạn nha. Và các bạn không có phần viết. 3 điểm thì các bạn có hai phần nghe, mỗi phần một điểm rưỡi nha. Bạn nào mà giỏi nghe á, thầy nghĩ rằng cái việc mà lấy tới hai điểm mấy các bạn, hai điểm mấy hoặc 3 điểm á, nằm trong tầm tay nha. Bạn nào mà giỏi nghe ở Đà Lạt thì thấy rằng lấy 3 điểm à, ngọt sớt luôn nha. Ngọt sớt luôn. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần tiếp theo các bạn nha. Đây chính là phần à, sử dụng tiếng Anh. Là phần ngữ pháp nha. Cố lên hình tuyền nha. Rồi cố lên em. Còn có mấy ngày nữa là thi, hai tuần nữa thi rồi. À, các bạn Hồ Chí Minh chỉ có 10 ngày thôi nha. Em cũng còn khá, khá lâu đó. Thì câu số 1 các bạn. Ở nước Anh... Hầu hết cửa hàng đóng cửa lúc 6 giờ. Vì đó, ở trong những quốc gia khác, họ thường mở cửa trong buổi tối nữa. Thì câu số 1, bạn thấy là despite nè, là bất chấp ha, dù cho where, where s là trái lại nha, uh, moreover là hơn nữa, uh, nevertheless là tuy nhiên. Thì theo nghĩa câu này, các bạn chọn thầy câu B nha. Rồi, câu này. À, các bạn chọn thầy câu B chỉ có câu B là hợp về nghĩa các bạn trái lại thì à, những đất nước khác mở cửa vào ban ban đêm rồi câu này không có gì quá trời bạn à, rất là đúng nè rất là rất là chính xác nha chúng ta sẽ qua câu số 2 các bạn thì câu số 2 có phải Tom đó không cậu bé gì đó cha sở hữu một cái à, yacht là một cái một cái uh, du thuyền các bạn. Rồi một du thuyền khổng lồ nha. Thì ở đây bạn thấy là cậu bé nè. Ở đây bạn thấy là cha. Hai danh từ này có quan hệ với nhau các bạn nha. Rồi, cha của cậu bé. Ở đây các bạn chọn thầy là câu A. Rồi nhớ thầy, câu A. Còn cái từ which này, dad hay hôm, rồi thấy thân thuộc rồi ha. Bây giờ bạn sẽ qua câu số 3 nha. Đột nhiên một ai đó la to lên. Trộm thầy chào Ngọc Chiến nha. Rồi thầy chào tất cả các bạn. Và cái người đàn ông này quickly cái gì đó nè, trên một chiếc xe gắn máy. Chắc chắn là trốn thoát nha. Quá trời bạn làm rất là rất là ổn nha. Thì câu số A bạn có cái từ check uh, in. Rồi check in các bạn, thông thường người ta sử dụng nó với nghĩa là hiểu các bạn nha. Hiểu hoặc là thấm uh, hiểu hoặc là thấm hay là hấp thụ nha. Uh, Tim là sao uh, uh, Tom ơi Tiếp theo các bạn Các bạn có cái từ come forward Là đề nghị giúp đỡ các bạn nha Rồi hand in là nộp Còn make off là chuồn khỏi nè Ở đây các bạn chọn cái thầy Là chuồn khỏi nha Rồi chuồn khỏi nè Chúng ta sẽ qua câu số 4 Tôi biết rằng bạn không thích tiết kiệm tiền Nhưng giả sử uh, Bạn gì đó công việc của bạn Chuyện gì xảy ra Thì ở câu số 4 các bạn ở câu số 4 này. Ở đây bạn à, có cái từ đặc biệt là cái từ suppose nè. Lưu ý cho thầy nha. Cái từ suppose này các bạn, cái từ suppose này này bạn có thể dùng thì tương lai, bạn có thể dùng thì hiện tại, bạn có thể dùng thì quá khứ hoặc quá khứ hoàn thành. À thầy à, chắc trong đầu thầy lúc nào cũng tom tom rồi á, Tom ơi. tim thầy cũng đọc thành Tom chết rồi. Thì ở câu số 4 này các bạn, chúng ta sẽ sử dụng một cái cách sử dụng đặc biệt của suppose là nó tương tự như if các bạn nha. Thì chúng ta sẽ xem thử cái câu này. Tôi biết rằng bạn không thích tiết kiệm tiền, nhưng ở đây chính là nếu các bạn, nó cũng tương tự như cái từ nếu á. Nếu bạn gì đó thì chuyện gì đó. Thì ở đây cái từ nhưng này, nếu này thì bạn sẽ suy nghĩ cho thầy đây chính là if loại loại hai các bạn nha, là trái hiện tại. Nếu bạn mất việc. Ở đây khúc này nè, bạn sẽ sử dụng cho thầy thì quá khứ và ở khúc phía sau các bạn ở à, phía sau á, người ta ghi không có đầy đủ nhưng mà chúng ta sẽ hiểu là what would you do then đấy các bạn rồi ý nghĩa rằng what would you do then đó nha à, nó là loại 2 bởi vì căn cứ vào tình huống chúng ta sẽ đoán nó được là loại 2 quá trời bạn có số 4 đúng luôn nha và có nhiều bạn rất là làm rất là nhanh nhanh câu số 5 các bạn mọi người cảm thấy gì đó khi trên kể câu chuyện cười ở đây bạn thấy là chúng ta có cái từ font đây chính là font nè font uh, off các bạn là trở nên nhỏ hơn nha rồi trở nên uh, nhỏ lại các bạn có font uh, about. rồi các bạn có font over là té nè rồi té các bạn thì các bạn có câu d câu câu d là font in thông thường là width các bạn là trở nên thân thiện với nha rồi font off là trở nên nhỏ hơn ở đây các bạn chọn thầy câu b nha rồi chúng ta có phone About là cười Rất là nhiều Rồi đây chính là cười đó các bạn Bây giờ các bạn sẽ qua câu số 6 Thì câu số 6 này chính là câu ước đó các bạn Đây chính là câu ước nha Rồi câu ước Thì câu ước như chúng ta đã học, các bạn biết rằng có hai dạng ha. Một là, là ước loại 1, hai ước loại 2. Loại 1 là trái với hiện tại bạn dùng quá khứ, loại 2 trái với quá khứ bạn dùng quá khứ hoàn thành nha. Bây giờ chúng ta hãy xem đây là loại mấy. Tôi ước gì bạn à, về công việc mọi lúc nè, nó rất là chán. Ở đây ước là bạn đừng có nói về công việc của bạn mọi lúc, nó rất là chán. Thì ở đây bạn ước trái với hiện tại nha. Thì bạn sẽ dùng thì quá khứ. Một là would, à, còn với một, hai là didn't ha. Ở đây thì chúng ta chỉ có câu C, rồi các bạn chọn thầy câu C. Rồi quá trời bạn rất là chuẩn nha. Bây giờ các bạn sẽ qua câu số 7 nha. Thì Uh, nó thì tử tế của bạn nè để mai một vài cái bánh với bạn nhưng bạn thật sự uh, cái gì đó nè thì ở câu số 7 này các bạn uh, bạn rất bạn rất là tử tế khi bạn mua cái bánh bạn đem cái bánh tới rồi uh, nhớ cho uh, Tom nha mấy bữa mẹ hỏi Tom có học được hay không á Thầy nói uh, Tom uh, sao dạo này nó bận lắm Thấy nó biệt tích là uh, lâu lâu nó biệt tích thời gian không biết có làm gì Mà lâu lâu nó biệt tích thời gian thì ở câu số 7 này các bạn, ở câu số 7 này, ở đây bạn có cái từ needn và didn't need nha. Uh, didn't have nha, uh, not need nha. Thì các bạn lưu ý với thầy nha, chúng ta sẽ có, uh, thông thường các bạn sẽ có hai cách sử dụng cái chữ này nè Một là didn't, rồi didn't này các bạn. Uh, didn't, didn't need nha, uh, need, need to. Thông thường didn't need to các bạn, thì mang ý nghĩa rằng, chưa việc đó chưa xảy ra nha rồi việc đó chưa xảy ra các bạn rồi chưa xảy ra còn cái chúng ta có một cái nít đền nè à, nít đền các bạn rồi cộng hát cộng v3 nha rồi cộng v3 thì thông thường á là nói một việc rồi bạn nói một một việc nè à, uh, đã xảy ra đã xảy ra nha lưu ý thầy đã xảy ra và việc đó thông thường không cần thiết nha Và việc đó uh, không cần thiết Thì câu số 7 này các bạn Vậy thì ở đây nè Ở đây các bạn thấy rằng nếu mà chọn câu B các bạn Thì chúng ta bỏ ra ha Bởi vì theo nghĩa câu số 7 các bạn Câu số 7 này nè Là ý rằng đã mua bánh rồi Vì vậy chúng ta sẽ bỏ câu B Và ở đây bạn thấy câu câu D nè Not need nè ha Rồi chúng ta sẽ không nói vậy các bạn Ở đây là need and, and uh, to Thì quá vắng tắt các bạn ha còn nếu mà tính đầy đủ ra các bạn, ở đây bạn thấy rằng need định have nè. Rồi, need định have nè. Thì chỗ này chúng ta có thể hiểu là chỗ đây người ta có cái mục v 3 các bạn mà người ta người ta không đề cập ở đây và chúng ta hết lựa chọn nên chúng ta sẽ chọn một C các bạn nha. Rồi, chúng ta hết chọn một C, hết lựa chọn nên chúng ta sẽ chọn của C. Bởi vì uh, câu này không đúng, câu này không đúng, câu này không đúng các bạn. Ý rằng cái việc này đã mua rồi và trong quá khứ bạn sẽ không cần chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha rồi 8 a nè thứ thư 8 a thì Sally thì quá thành công bởi vì cô ấy hoàn toàn confidence ở đây bạn lưu ý cho thầy cái từ confidence này nó đi với giới từ nào đây các bạn bạn làm xin cho thầy điển sẽ thấy rõ ràng là confidence in các bạn nha rồi confidence là in các bạn nha rồi lưu ý cho thầy à, câu tiếp theo các bạn chúng ta sẽ qua câu số 9 dù cho anh ấy không nói trực tiếp, ông ấy không nói trực tiếp, nhưng thủ tướng thì ở trong câu chính này các bạn, ở trong cái đề mà thầy nhận được á, thì tới đây nè, the minister nè, gì đó nè, between the two sides uh, words within reach nha, thì tóm lại là thầy sẽ thêm thầy thêm cái khúc này vào các bạn, uh, thầy thêm cái khúc này vào nè, để cho nó giống như, để cho nó một cách nè cho rồ các bạn nha. Rồi thầy thêm để cho nó natural Thì câu số 9 này là một dạng câu đặc biệt Nếu như mà bạn chọn cho thầy câu Nếu như bạn bạn thấy câu D nè Là cầm là phàn nàn Thì nó sẽ không hợp nghĩa nha Bởi vì theo nghĩa câu này sẽ không thể nào cầm len được, được các bạn Không hợp nghĩa Dù cho ông ấy không nói trực tiếp Thủ tướng gì đó rằng Một cái hiệp định hoặc hiệp ước Hoặc một cái sự đồng ý giữa hai bên đã đạt được rồi bạn bỏ ngay câu D bởi vì câu D không có hợp nghĩa. Và cái từ order này các bạn, ở đây thì bạn có order dash nha. Thì order dash cộng subject cộng verb thì vẫn dùng được, nhưng mà nó cũng không hợp nghĩa luôn các bạn. Bởi vì order của chúng ta là là ra lệnh nha, thì nó cũng sẽ không hợp nghĩa trong trường hợp này. Còn cái từ toast này các bạn nè, cái từ toast này á nếu như bạn muốn sử dụng nó ở phía sau có dash các bạn, ở phía sau có dash đó. Thì bạn sẽ thấy rằng người ta sẽ có một cái Somebody đây nè. Rồi, Somebody đây nè. Toe Somebody Dat nha. Phải có Somebody. Vì vậy rằng, chỗ này các bạn bỏ luôn. Thì ở đây các bạn chọn có C. Tại sao các bạn chọn có C? Mà ở phía sau này người ta dùng thì quá khứ nè. Thì đây là một cái dạng đặc biệt các bạn nha. Rồi, đây là một cái dạng đặc biệt. Bởi vì khi bạn tra từ điển nè. Ở đây thì thầy sẽ tra từ điển để các bạn dễ hình dung các bạn nha. Rồi, stress thì ở trong cái câu ví dụ ở trong cái từ điển chúng ta Thì bạn thấy rằng ở trong câu ví dụ này nè Thì phía sau nó người ta vẫn dùng cái thì quá khứ đơn bình thường các bạn nè Đây bạn thấy rằng người ta vẫn dùng cái thì quá khứ đơn nha Còn ở đây bạn thấy rằng subject người ta vẫn dùng là he is guilty nè Bởi vì nó mang nghĩa đặc biệt các bạn cái từ subject ở đây không phải đề nghị mà nó mang nghĩa rằng ám chỉ nha. Và thông thường cái việc này đã xảy ra rồi. Lưu ý cho thầy. Câu số 9 các bạn là ám chỉ. Và cái việc đó đã xảy ra rồi nha. Uh, subject thì thông thường các bạn sẽ sử dụng người suốt cho thầy. Nhưng đây là cái trường hợp đặc biệt nha. Rồi. Câu số 10 các bạn. Câu số 10. Thì chúng tôi gì đó nè. Uh, hôm nay mà chúng tôi gặp rất nhiều kho, rắc rối. Bởi vì tôi đã không làm nó. Uh, quan sát những câu này bạn thấy rằng. Đây chính là cấu trúc từ have cộng something cộng với ba các bạn nhé. Rồi. Đây chính là have cộng something cộng với ba, chúng tôi đã làm cái bài tập chúng tôi ngày hôm nay và tôi gặp rắc rối bởi vì tôi đã không làm nó. Rồi câu A sai các bạn, nói như câu A có nghĩa rằng tôi là người làm thì tôi không có gặp rắc rối được. Ở đây bạn phải sử dụng thầy. Câu B nó mang ý nghĩa rằng tôi nhờ một ai đó làm nha. Câu B chính là tôi nhờ một ai đó làm các bạn rồi tôi nhờ một ai đó làm vì vậy rằng tôi bị rắc rối bởi vì tôi đã không làm nó các bạn rồi chọn thầy là câu b các bạn nhé còn câu c là tôi được uh, kiểm tra bài tập của tôi ngày hôm nay nếu mà tôi được kiểm tra bài tập của tôi ngày hôm nay các bạn nói như nếu mà nói thế này thì bình thường nha. còn ở đây này got into trouble thì chúng ta hiểu rằng nhờ ai đó làm. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo là phần word form các bạn nè Đây, phần word form. Phần word form của đề Đà Lạt uh, tương đối dễ chịu các bạn nha. Rồi, cực kỳ dễ chịu luôn. Bạn nào mà làm được uh, không làm được 8 chữ là hơi 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 dở đó nha. Bạn nào mà không làm được 8 chữ là hơi dở đó. Rồi, bạn nào mà không làm được 8. Sao thầy thấy có nhiều bạn viết cái từ variety là viết chật lất à trời. Thì thấy các bạn viết variety vào, 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 giật lắc nè Rồi các bạn viết uh, chuẩn nha Rồi đây các bạn Bây giờ chúng ta sẽ làm phần vật form Chơi là một hoạt động Rồi đây, kéo đây Chơi là một hoạt động gì đây Tất cả trẻ em đều tham gia Dù cho một mình hoặc với người khác Thật vậy chơi đưa ra rất là nhiều lợi ích cho trẻ em Ở đây bạn có một cái cụm từ mà chúng ta hay gặp cực kỳ hay gặp ha chính là a wide variety các bạn nha rồi variety nè rồi viết thế này nha thầy thấy rằng các bạn viết trực lớp đó nha thầy thấy các bạn viết trực lớp á à, các bạn viết của thầy là đa dạng nha thầy thấy rằng các bạn viết là variation là không đúng nha variation có nghĩa rằng sự biến đổi các bạn rồi tiếp các bạn thì nó cần thiết cho sự phát triển cái gì đó nè và học vấn của trẻ em ở câu số 2 các bạn sử dụng cho thầy là uh, phát triển về về tình cảm nha rồi về tình cảm ở đây các bạn sẽ sử dụng cho thầy một cái tính từ là emotional nha rồi emotional phát triển về tình cảm nó là trung tâm cho việc tạo thành nhân cách của một đứa trẻ các bạn rồi ở đây sẽ là một danh từ nhân cách của một đứa trẻ nha thì nhân cách các bạn chọn cho thầy là personality. Rồi đây là một nhân cách của đứa trẻ. Bạn nào điền số số nhiều là sai nha, personality. Bởi vì ở đây bạn có số 1 nè. Ờ nè. Bạn nào thấy, thấy thấy các bạn dùng dùng thấy các bạn dùng số nhiều giật lấc á. Và có thể giúp để mà gia tăng kiến thức của trẻ em cần để đương đầu với những khó khăn, những thử thách mà chúng gặp phải ở trường cũng như ở nhà nha. Thì chơi giúp trẻ em để mà nhận ra nhận ra cái tiềm năng của chúng các bạn để tìm thấy cái gì đó cho những vấn đề. Rồi câu số 4, bạn sẽ điền chữ gì đây? Câu số 4 này mới cần số nhiều các bạn nè. Đó, câu số 4 này bạn nào mà không nhiều là là dễ sai nha. Ở đây bạn cần số nhiều. Bởi vì bạn thấy rằng phía sau nó quá trời problems, quá trời problems luôn. Ở đây là tìm thấy những giải pháp cho những vấn đề. Hoặc là bạn có thể không điền ngát. Cũng đúng luôn. Rồi, tìm giải pháp cho nhiều vấn đề. Thế là cho phép chúng để mà trải qua cái gì đó nè. Cái mà thành công mang lại. Ở câu số 5 các bạn. Ở câu số 5. Thì ở đây chắc chắn là một danh từ rồi. Các bạn sẽ điền cho thầy là tis phát fashion nha. Rồi, à, cái sự hài lòng mà thành công mang lại thì những chuyên gia nói chúng ta rằng nó thì cái gì đó để mà đánh giá cao tầm quan trọng của việc chơi. Bởi vì nó có lẽ là cái cách hiệu quả nhất mà trẻ em có khi mà cố gắng để mà thành thạo những kỹ năng mới. Thì ở câu số 6 này rõ ràng là bạn sẽ cần một cái tính từ nha. Và tính từ ở đây thì một là là possible các bạn hai là impossible. Tuy nhiên theo nghĩa câu này bạn thấy thì chuyên gia nói chúng ta rằng nó thì nếu bạn dùng cái từ impossible thì bạn sẽ dịch rằng nó thì không thể nào để đánh giá cao. Thì nó sẽ không hợp nghĩa nha. Ở trong trường hợp này thầy sẽ giữ nguyên cái chữ này các bạn. Thầy sẽ giữ nguyên bởi vì nó hợp nghĩa hơn. Nhưng mà thi chuyên thì thật sự rất ít khi giữ nguyên. Các chuyên gia nói chúng ta rằng nó thì có thể để mà đánh giá cao tầm quan trọng các bạn. Ở đây chính là importance. Rồi, importance đây nha. Còn nếu như chúng ta điền cái từ impossible cho đây các bạn thì dịch thì các bạn sẽ thấy rằng nó không có hợp nghĩa. Đánh giá tầm quan trọng của việc chơi. Nếu như một số bạn nghĩ rằng đây chính là impossible thì phía dưới đây nè, bạn điền cái từ in importance thì thầy dịch thử coi nó sao nha. Các chuyên gia nói chúng tôi rằng nó thì không thể nào đánh giá cao cái tính thiếu quan trọng thì nó kỳ lắm các bạn. Rồi thôi chúng ta bỏ từ in đi nha. Ở đây cái từ possible thôi. Rồi possible thôi các bạn. À, bởi vì cách mà trẻ em thành thạo những kỹ năng mới bằng cách mở ra tâm trí của trẻ em tới cái gì và sự tưởng tượng nha. Ở đây chính là creativity nha, là sự sáng tạo các bạn và sự tưởng tượng. Thì chơi thật sự là một cái gì đó cho cuộc sống. Ở đây sẽ là một cái sự chuẩn bị nha. Rồi preparation các bạn nha một cái sự chuẩn bị reparation tuy nhiên thì theo chỗ như mà trẻ em chúng quan tâm thì giá trị duy nhất của việc chơi thì đơn giản là niềm vui và cái sự à, vui vẻ cái sự hài lòng mà cái trò chơi đó đem lại cho chúng thôi có nghĩa rằng chúng ta suy nghĩ rất là nhiều nhưng đối với trẻ em thì nó chỉ thấy vui là được các bạn ở đây các bạn sẽ sử dụng cho thầy là danh từ nha rồi pleasure rồi các bạn nào xem mà không làm đúng được uh, ít nhất 8 câu nha là không ổn nha. Bạn nào không làm đúng được 8 câu là không có ổn đâu. Phần này nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần sửa lỗi sai các bạn. Phần sửa lỗi sai. Rồi, chúng ta sẽ qua phần sửa lỗi sai nha. Đây, sửa sai. Uh, trong cái phần sửa lỗi sai này thì người ta yêu cầu các bạn á là nếu cái dòng nào đúng á thì bạn stick còn cái từ nào mà không nên ở đó Thì các bạn à, bỏ nó vào cái ô ô này nè Đây Ở đây thì thầy đánh máy lại Nên là thầy sẽ xử, sẽ chữa trong đây luôn nha Thầy sẽ chữa trong đây luôn Thầy sẽ chữa trong đây luôn các bạn nha Thầy khỏi phải ghi dòng nào dòng nào Ghê quá Adobe of Luvion ha Ghê quá 10 trên 10 luôn Thật là cao thủ quá đi nha Thầy thấy cao thủ quá nha rồi, nhiều bạn rất là cao thủ luôn. Rồi quá trời bạn cao thủ. Rồi tiếp các bạn, tôi nghĩ rằng tôi sẽ cho bạn biết bao nhiêu mà tôi thích cái ngày nghỉ của chúng ta à, cùng với tuần vừa rồi. Rồi bao nhiêu cái ngày nghỉ mà mà tôi thích cái ngày nghỉ của chúng ta tuần rồi thì ở đây có tôi in các bạn nè, nó dư. Rồi tóm lại ở đây là bạn xác định cho thầy cái từ. Rồi hình tuyền 9 /10. Rồi bị giỏi rồi in Tóm lại bỏ cái từ dư ra các bạn nha Thì cái vấn đề duy nhất với Việc mà tận hưởng bản thân Của tôi nhiều như Chúng tôi đã làm Là rằng cuộc sống dường như quá là chán nản nha Rồi quá là sao cùng quá à, Rất là chán Mọi thứ bắt đầu trở nên gâu ron là phức tạp là rắc rối khi tôi phải đi tới sân bay ở đây bạn thấy rằng người ta đang kiểm tra chúng ta người ta đang nói về bối cảnh quá khứ nha người ta đang à, nói nói đang kể làm câu chuyện về quá khứ mà tự nhiên chỗ này người ta chen vào thì hiện tại hoàn thành các bạn à, bỏ luôn nha phẩm học nha bỏ luôn em cơ bản rằng em em bỏ luôn thì ở đây em bỏ luôn cái từ hát cho thầy nha rồi khi mà tôi ra sân bay và tôi được bảo là chuyến bay của tôi bị trì hoãn ít nhất là 3 giờ. Thì ở đây bạn thấy nè, ở đây là bạn thấy rằng uh, tôi được bảo là for nè, at very list Thì câu này bạn đọc nó có gì đó, không ổn, không ổn ha. Rồi, có gì không ổn, nó không có xuống miệng các bạn. Thì chúng ta có cái từ at list nha. Rồi, chúng ta có cái từ at list Ở đây bạn bỏ cái từ uh, vari very cho thầy nha. Rồi, các bạn bỏ cái từ very cho thầy. Rồi, very tiếp các bạn thì thật sự không có cái gì làm ngoài việc chờ đợi nha thì tôi cảm thấy rất đói nhưng tôi không thể mua cái gì đó để ăn bởi vì tôi hết tiền rồi tôi hết tiền thời gian trôi qua thật sự rất là chậm nè Rồi thời gian uh, trôi qua rất là chậm Đúng rồi Cái phần này các bạn không có uh, sửa nha các bạn bỏ cho đó thôi tóm lại chữ nào thầy tô á thì các bạn các bạn bỏ đi là được nha thì ở trong câu số 3 này các bạn nha. các bạn đừng có sửa nha lưu ý thầy chỗ này nè chỗ này nếu các bạn bỏ từ tu vui thì cũng đúng nha nhưng mà các bạn thấy rằng bít nó đi vẫn đi với v một các bạn nha rồi bít to way hoặc là bít quay cũng được luôn nha chỗ này không có sai tóm lại rằng chỗ này các bạn không có thêm từ vào ở đây chúng ta chỉ tìm cái từ mà nó dư chúng ta bỏ đi ở đây các bạn thấy cái từ pass over nè. Rồi à, chúng ta không có pass over các bạn ha. Pass là đã đủ nghĩa rồi. Cái từ over này thêm vô là sai các bạn. Chúng ta có pass over là một lễ hội của người uh, Do Thái nha. Rồi, chữ này các bạn. Thì sau khoảng 2 và một nửa giờ có một cái thông báo để nói chúng tôi rằng có một cái trì hoãn khác là một cái sự cancel tiếp các bạn. Rồi. Uh, lên tới 2 giờ. Thì ở đây bạn thấy nè các bạn nào thấy là một cái further delay of up to ở đây các bạn bỏ đi cho thầy cái từ of này các bạn nha. Đây, nó không cần thiết ở chỗ này các bạn. Rồi, up to uh two hours là lên tới 2 giờ. Uh, các bạn đừng có sửa nha, chúng ta chỉ bỏ cái từ dư thôi. Thấy nhiều thầy thấy nhiều rất nhiều bạn sửa đó nha. Tóm lại bạn tìm cái từ dư thầy thôi. Và những hành khách này đặt trên đặt chỗ trên chuyến bay có thể là à uh, order một cái buổi ăn miễn phí ở trong quán cà phê. ở đây ai join up nè, tôi tham gia xếp hàng. thì ở khúc này các bạn, các bạn lưu cho thầy chúng ta có cái từ join up có nghĩa rằng bạn tham gia quân đội nha. còn ở đây không phải tham gia quân đội các bạn, ở đây không có cái từ up này nè bạn bỏ đi. tóm lại rằng chỉ là ai join thôi, rồi ai join thôi các bạn, rồi ai join thôi nha, xếp hàng dài và tôi vừa mới được phục vụ bữa ăn thì tôi lại nghe một cái thông tin khác là nói với hành khách rằng chuyến bay bây giờ sẵn sàng để mà cất cánh. Rồi, chuyến bay bây giờ sẵn sàng cất cánh. Thì ở trong câu này nó có một chữ dư các bạn nè. Rồi, nó có một chữ dư, bạn nào nhìn ra không? Ở đây thì bạn cần làm nhiều nha. Bạn cần làm nhiều thì các bạn sẽ dễ dàng nhận ra cái phần này, còn bạn nào mà ít làm dạng này á, bạn sẽ thấy rất là khó nha. Bởi vì bạn thấy chữ nào, chữ nào nó cũng y chang như nhau. Đây, ready for boarding được các bạn. À, không cần cái từ mát này nha. Không còn cái từ make này. Thì tôi phải để lại bữa ăn của tôi. Và tôi chạy ra ngoài cổng. Thì chỗ đó vẫn có một cái chờ đợi tiếp. Ở cái cổng khoảng à, nửa giờ các bạn nha. Rồi, for half of an hour. Thì ở đây chúng ta chỉ cần half an hour thôi các bạn nha. Rồi các bạn bỏ đi cho thầy cái từ off này các bạn. Rồi for half an hour. Nhưng rốt cuộc uh, đã để lại cho chúng tôi là đợi hơn, trễ hơn 4 giờ đồng hồ. Rồi hơn 4 giờ đồng hồ các bạn. Thì nó thì không phải là một cái kết thúc à, tuyệt hảo nè. À, cho cái mà có thể trước đó là một cái chuyến đi tuyệt vời. Ở đây bạn thấy cái từ until nè. Nó bỏ vào đây nó rất là lỡ cỡ ha Nó sẽ không có hợp với cái vị trí Mà chúng ta cần đi Ở đây các bạn bỏ cho thầy cái từ Until các bạn nha Rồi chúng ta có a very good end Rồi là một kết thúc tốt Cho cái mà trước đó là một cái kỳ nghỉ Rất là tuyệt vời Chúng ta đã xong cái phần này các bạn nha Rồi Chúng ta đã xong cái phần này Ở đây là a very good end các bạn nha Rồi chúng ta có a good end to rồi, nó thi dư cái từ until nè. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần điền từ uh, guide test các bạn nha. Đây, guide test. Đây là guide slow test các bạn. Rồi các bạn sẽ điền từ phù hợp vào chỗ trống. Quá trời bạn làm rất là tốt nha. Rồi, quá trời bạn làm rất là tốt luôn. Thì đây là một cái hang động cổ xưa đã thu hút những nhà khoa học Thì ở dưới đấy Ở dưới chân của ngọn đồi Ở Nam Phi ở Cluster of các bạn Là rất là nhiều Những hòn đá khổng lồ Đánh dấu lối vào Một trong những cái nơi sinh sống Được biết như là Cổ nhất Lâu đời nhất của nhân loại Thật vậy con người đã gì đó Cái hang động này 2 triệu năm thì ở câu số 1 bạn có cái từ occupy là từ chiếm nè. Bạn có stay là à, cũng giống như là ở ha. Rồi settle cũng là ở luôn. Remain. Remain là duy trì. Thì trong câu này bạn thấy ở phía sau chúng ta có cái từ là cái hang động wonder walk các bạn nha. Là khoảng 2 triệu năm. Nếu như mà ở trước này các bạn, người ta cho chúng ta cái từ in á. Rồi người ta cho chúng ta cái từ in đó, các bạn. Thì bạn có thể dùng cái từ settle nha. Ở đây người ta không có cho các bạn cái từ in. Thì bạn sẽ không có dùng cái chữ này được nha. Rồi, ở đây các bạn không có settle cái nơi đâu. Và nếu mà stay, uh, stay, remain. Remain thì sẽ không hợp nghĩa các bạn. Còn stay thì nó cũng đòi hỏi bạn phải cần có cái giới từ là ở trong, ở trong. Ở đây các bạn sẽ chọn thầy câu A nha. Ý nói rằng uh, loài người đã uh, chiếm giữ cái hang động này khoảng 2 triệu năm. Rồi, chọn thầy câu A thì cái hang động này cái hang động này thì giữ uh, có một cái đặc điểm đặc điểm nổi bật nha. Rồi, một cái đặc điểm nổi bật nữa nè. Chính là hang động chứa đựng cái gì đó sớm nhất rằng tổ tiên chúng ta thì sử dụng lửa để nấu ăn. Ở câu số 2, các bạn có cái từ evidence, ở đây là build nè, xây dựng tìm thấy sử dụng qua cái từ từ made À, câu số 1 chúng ta làm rồi à, hầu hết được rồi tiếp câu số 2 câu số 2 các bạn số một chúng ta làm rồi nha thì hầu hết gần đây vào đầu những năm 19 à, 1900 khi mà một cái gia đình người nông dân gì đó cái gia nhà của họ nè ở đây xây dựng tìm thấy sử dụng Mac bạn chọn thầy của D nha Tóm lại câu này chính là câu về sử dụng từ các bạn bạn thấy từ nào nó cũng hợp nghĩa hết nhưng chúng ta chọn cái từ mát nha rồi mát ít cha hôm là sử dụng làm nhà của họ thì cái này có một cái đặc điểm nổi bật nữa thì cái hang động này chứa cái chứng cứ rồi đây chứng cứ gì đó à, cổ sư nhất nè chứng cứ gì các bạn chứng cứ nặng chứng cứ à, cố định chứng cứ solid rồi chứng cứ dày đặc à, solid cũng là rắn luôn thì câu số 3 các bạn chọn cái thầy là câu c các bạn nha rồi chúng ta có solid Evidence các bạn là chứng cứ rất là rõ ràng và rất là cụ thể nha. Rồi đây chính là cái cách sử dụng từ các bạn cố gắng à, nhớ là tổ tiên chúng ta sử dụng lửa để mà nấu ăn. Rồi tiếp thì giống như nhiều cái kết quả khảo cổ học đã tìm thấy thì đây cái này là tình cờ tìm thấy được những nhà nghiên cứu thì đang cố gắng để cái gì đó độ tuổi của những dụng cụ bằng đá các bạn rồi độ tuổi của những dụng cụ bằng đá thì ở câu số 4 bạn có hình lưu kết luận detect là phát hiện nha notice là nhận ra determine là xác định nha là xác định ở câu số 4 này ở đây các bạn ở đây chính là độ tuổi của các dụng cụ bằng đá nè rồi, độ tuổi của các dụng cụ bằng đá. Thì chúng ta dễ dàng thấy rằng câu A các bạn và câu C nó sẽ không có phù hợp, nó không có phù hợp về về nghĩa chúng ta. Chỉ câu B và câu D các bạn nha. Nếu mà bạn chọn câu B thì câu B thì thông thường bạn thấy rằng người ta phát hiện âm thanh hoặc người ta phát hiện một cái gì đó mà sử dụng các dụng cụ đặc biệt các bạn. Rồi, bằng cách sử dụng các dụng cụ đặc biệt. Ở đây thì các bạn chọn cho thầy là câu D các bạn nha. Ở đây chúng ta xác định uh, cái dụng cụ bằng đá uh, Thời tiền sử ha Rồi chúng ta chọn cái D Còn cô B thì nó có cách sử dụng khác Thì trong quá trình họ có gì đó across các bạn nè Rồi họ gì cross đây Họ come, look, when, uh, fail ha Ở đây các bạn chọn cái thầy là họ tình cờ thấy nha Rồi cái cụm từ này chúng ta uh, Cụm này chúng ta hãy học nha Rồi họ tình cờ thấy bụi của cái uh, tro các bạn đây chính là tro ha uh, thấy tro nè của những cái người mà đi hay đi cắm trại á cái mà cái gì đó thành cái uh, hóa thạch hoặc là cái xác chết nè hoặc là cái còn sót lại của thức ăn cách đây hàng ngàn năm ở câu số 6 này các bạn thấy là turn to be ở đây các bạn chọn thầy câu a nha rồi turn out to be các bạn Hóa ra lại là cái phần dư lại của thức ăn cách đây hàng triệu năm Đó là khoảng 200 năm, 200 ngàn năm Lớn tuổi hơn bất kỳ Rồi, lớn tuổi hơn, hơn bất kỳ Cái remains là cái tàn dư các bạn Được khám phá gì đó Của cái nền, của lửa nè Mà được à, sử dụng bởi con người ở đây câu số 7 bạn có cái từ last, uh, previous nè, uh, once, uh, formerly. Thì last là vừa rồi ha, rồi uh, last là vừa rồi, previously là trước đó, once là đã từng, và formerly là cũng là trước đây luôn. Thì ở trong câu số 7 này các bạn, ở trong câu số 7 này bạn thấy rằng ở đây danh từ nè, ở đây là uh, v3, chỗ này các bạn sẽ cần cái trạng từ, và tất cả những chữ này đều là trạng từ nha. Chúng ta sẽ căn cứ vào nghĩa của câu các bạn. Ở đây bạn có cái từ previously các bạn là trước cái thời điểm hiện tại. Là từ đó trước tới bây giờ các bạn nha. Còn các bạn có cái từ formerly á là trước đây trong quá khứ thôi các bạn, trước đây trong quá khứ thôi. Chúng ta sẽ chọn cái từ mang nghĩa rằng trước đây tính từ thời điểm hiện tại. Còn cái từ formerly này mang nghĩa rằng trước đây trong quá khứ không tính tới thời điểm hiện tại nha. Rồi. Câu số 7 các bạn chọn thầy là câu B. Thì ở cái này các bạn, những nhà nghiên cứu này đang đào sâu hơn, phân tích đất tới 1.8 triệu tuổi. Vì đó nè, chứng cứ của những cái lửa à, sâu hơn. Câu số 8, bạn có inquiring, rồi là hỏi à, thông tin, tìm thông tin. À, looking à, cũng tìm các bạn, rồi seeking cũng tìm luôn. À, các bạn có cái từ tracing là đuổi theo. Thì ở đây bạn có các cái mà bạn tìm là evidence nè thì các bạn chọn cho thầy là câu C nha rồi seeking uh, evidence của cái lửa uh, tuổi có độ tuổi uh, cũ hơn xa hơn bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn nha rồi chúng ta sẽ qua cái phần đọc hiểu ha quá trời bạn làm rất là chuẩn nha rồi quá trời bạn làm rất là chuẩn đây ở cái phần đọc hiểu này các bạn à hãy tra từ điển nha và làm nâng cao từ vựng. Ở đây câu số 1, à, các bạn chọn thầy câu C nha. Rồi câu số 2, à, các bạn chọn thầy câu câu C. Ở đây câu số 3, các bạn chọn cho thầy là câu A nha. Câu số 4 các bạn chọn thầy câu C. Câu số 5 các bạn chọn thầy câu D nha. Rồi đây, câu D. Và câu số 6 các bạn chọn câu C. Thì uh, tiếp các bạn, đây chính là cái dạng bài mà các bạn hay gặp ở trong các đề thi FCE hoặc là ISL nha Là dạng đục lỗi cho các bạn điền á Rồi các bạn, uh, rồi đúng 6 trên 8 nè Rồi vậy là giỏi đó nha Ở đây các bạn coi chọn cái thầy là câu C các bạn nha Rồi câu C Câu số 2, các bạn chọn thầy câu G Các bạn... Uh, À, coi từ vựng và coi lại những phần này các bạn nha rồi đây những cái thầy chỉ gửi cho các bạn để các bạn gợi ý cho các bạn thôi rồi đây các bạn chọn thầy có a và câu số 4, các bạn chọn thầy có f nha rồi những phần này các bạn cần phải tra từ điển và nâng cao từ vựng các bạn nâng cao từ vựng thì rất dễ làm cái dạng này bạn càng có nhiều từ vựng thì bạn đọc vô rạc 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 bạn sẽ dễ làm nhanh hơn nha và câu số 6 các bạn chọn cho thầy là câu của B các bạn rồi đây chính là câu B bây giờ chúng ta sẽ qua phần viết câu các bạn nha rồi chúng ta sẽ qua phần viết câu à, gồm hai phần nha rồi hai phần thì những du khách tới sở thú không được phép để mà cho động vật ăn rồi không được phép cho động vật ăn bởi vì nếu mà cho ăn thì sẽ à, cho ăn thì nhiều khi sẽ gây rắc rối các bạn ha. Câu số 1 các bạn là du khách tới sở thú không được phép. Và ở đây người ta cho chúng ta là những con thú không gì đó. Ở đây các bạn sẽ... À, câu này, ở đây các bạn sẽ dùng bị động thầy nha. Rồi, và mang nghĩa là không. À, uh, must not be à, uh, các bạn nha. Đời, must not be phép uh, by visitor thì cái phần viết câu của cái đề à, Lâm Đồng các bạn thầy thấy nó dễ chịu nha. Rất là dễ chịu so với những cái đề của các tỉnh thành khác các bạn. Rồi, câu số 2. Bây giờ bạn sẽ qua câu số 2. Quá trời bạn rất là chuẩn á. Đó, thầy thấy quá trời bạn rất là chuẩn nha. Bạn Ngọc, bạn Tom, bạn Quá trời bạn luôn. Thì cái chuyến đi tới Chicago không rẻ hơn tôi đã nghĩ. Không rẻ hơn tôi đã nghĩ. Ý nói là mắc đó các bạn. Cái chuyến đi tới Chicago thì không, không rẻ hơn tôi đã nghĩ. Chuyến đi tới Chicago thì không rẻ hơn tôi đã nghĩ, thì rẻ hơn tôi đã nghĩ. Thì ở đây chuyến đi tới Chicago không đắt như tôi đã nghĩ các bạn nha. Rồi expensive uh, as, viết lại các bạn, I had expected nha. Rồi đây, bạn sẽ thế này. Chuyến đi tới Chicago thì rẻ hơn tôi đã nghĩ. Chuyến đi tới Chicago không đắt như tôi đã mong đợi. Rồi các bạn viết thế này nha. Hãy thấy rằng các bạn có bạn viết là uh, các bạn viết là as cheap as là trực đó nha. Phải viết là as expensive as các bạn nha. Chú của tôi không học lái xe cho đến khi ông ấy 40 tuổi. Có nghĩa rằng chú của tôi học lái xe uh, khi chỗ này các bạn dùng khi uh, he was uh, 40 uh, mấy câu này rất là dễ nhưng mà dễ nhưng mà coi chừng bị đánh lừa các bạn nha thầy 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 mấy câu gì câu khó thì lại nhiều khi làm nó lại tự tin hết câu dễ các bạn dễ mà coi chừng dễ bị đánh lừa bây giờ bạn sẽ qua câu số 4 rồi ừ, chúng ta sẽ qua câu số 4 Đề năm nay, thầy thấy rằng đề năm 2020, 2021 thì nó dễ các bạn, nhưng mình tùy theo năm nha. Có những năm, các bạn la dễ quá là sang năm. À, thầy cô cho khó hơn lúc đó là khóc nha. Họ không thể hiểu bài giảng bởi vì à, ông ấy nói quá nhanh. Giảng viên nói quá nhanh. Thôi, đây, too fast. À, một số bạn sẽ sử dụng cái từ for them nha. Rồi, thầy sử dụng lại cũng được luôn. À, for them to understand. Nói như thế này các bạn có nghĩa rằng không hiểu nha. Rồi, nói như thế này, có nghĩa rằng không hiểu đó các bạn. À, có nghĩa rằng cái từ to á là cái từ là nó mang nghĩa nó trong đó nha. Chúng ta sẽ qua số 5. Dù cho phòng trở nên khá ồn ào, ca sĩ tiếp tục hát. Trời, câu này cũng quá dễ luôn các bạn. À bất chấp the noisy room. À bất chấp căn phòng ồn ào ha. Rồi, phải cái À rồi. Không ngờ là quá nhẹ nhàng continue. Ờ à, singing. Đây. Xong. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo. À, câu cái câu số 4 này bảo thanh không có dùng số nha. Người ta cho các bạn cái từ thu này là không có số đâu nha. Bạn nào viết số là trật lất đấy. Chỗ này là từ thu nè, thu cộng tính từ for someone có hoặc không. À, tùy theo câu. Ví dụ như trong trường hợp này bạn có không cần phải for, 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 for them. Nhưng mà bạn không được dùng dash Bạn dùng dash là không ổn đâu Rồi ờ, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha Rồi chúng ta sẽ qua tiếp theo Tôi nghĩ bạn nên mua cho bản thân của bạn một cái jacket Rồi một áo khoác mới Rồi Judith nói Judith advice Rồi câu này cũng dễ luôn các bạn ở đây advise someone là is advise mark nha. Rồi advise someone nè, to do something thiên. Rồi to buy. Uh, rồi sale chuyển thành là him sale các bạn nha. Rồi him sale. A new jacket. Rồi new jack. Rồi chấm cái các bạn. Rồi, rồi, uh, đúng rồi, chấm cái. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Đây là phần là phần đây là phần viết câu luôn Rồi viết câu luôn các bạn Viết tiếp luôn à, Bạn có 6 câu này sáu câu kia và mười mấy câu kia Tôi lần đầu tiên thăm Rome cách đây 10 năm Rồi dạng này chúng ta hay gặp các bạn ha Rồi chúng, à, chúng ta sẽ viết luôn nha Rồi Tom có thể làm nè Rồi quá trời bạn đúng luôn Thì nó Ở đây nó cho các bạn thì hiện tại hoàn thành nha Ở đây là it has been à. Nó thì đó các bạn XH has been hoặc nhiều khi các bạn thấy ta dùng từ in nha từ is nè nó thì 10 năm rồi 10 years đây nó thì 10 năm à, từ khi cái chuyến đi rồi my first visit to London rồi các bạn sẽ biết cái này nha rồi à, chúng ta sẽ sử dụng cái từ has been các bạn nha rồi chúng ta sử dụng has, has, been rồi ờ, sao thầy thấy là có 10 năm các bạn dùng 5 năm ta Ủa sao thầy thấy là thư thư dùng 5 năm nha thư cẩn thận nha 5 năm là chật lất đấy rồi tiếp các bạn tất cả chúng tôi đều rất là hào hứng về chuyến đi tới Trung Quốc vào tuần tới mọi người rồi quá dễ luôn các bạn is looking forward nè tu còn web in mà trong trường hợp này mọi người rất là hào hứng với rồi không cần web in luôn các bạn rồi tu something được rồi rồi các bạn tu something được rồi nha rồi À, các bạn hãy chuyển hộ khẩu rồi đó đủ hiện diện chuyển khẩu tới lâm đồng kìa hoặc là chuyển tới bến tre ha nhưng mà lưu ý là học ở đó là học ở đó luôn đó nha thì đó là học ở đó luôn đấy kiến trúc sư làm tôi suy nghĩ về cái tòa nhà ở Amsterdam ở đây tôi cho các bạn cái từ remind nè thì kiến trúc sư ở đây rồi remind các bạn remind à, nhắc nhở nha nhắc nhở tôi À, đặc biệt các bạn lưu ý thầy á là remind quan nhớ dùng thầy từ ọp nha rồi đây nhắc nhở tôi à, vì rồi các bạn viết vậy thôi rồi các bạn viết thế này thôi nha rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn câu số 4 Tina thì quá là hoảng sợ để ở trong nhà một mình rồi Tina thì quá là hoảng sợ để ở nhà một mình Tina thì ở nhà một mình Thì câu số 4 này coi chừng bạn bị đánh lừa đó nha Bạn không cẩn thận là bạn sai đấy Bạn không cẩn thận là bạn sai Bởi vì như thầy đã nói rồi hồi nãy bạn đã nhớ không Cái từ tu này nè Nó mang ý nghĩa là không Nói thế này có nghĩa rằng China không ở nhà được một mình Và bối cảnh chúng ta là trong quá khứ nha Bây giờ người ta cho các bạn biết cái câu này nè Chính là if đó các bạn đây chính là ít Rồi, nếu các bạn, nếu, rồi đây, nếu nha. Thì Tina ở nhà on her own, một mình, nếu suy uh, she. Đây chắc là she đúng rồi, she các bạn, she had been. Nếu cô ấy thì không sợ. Rồi các bạn sẽ viết như thế này nha. Từ từ nha, bạn nào viết unless, thầy thấy thư thư có những câu rất xuất sắc nha, nhưng mà thư thư có những câu Uh, sai rất là mất điểm cái thư thư nha rồi thầy thấy thư thư biết cái này nè thư thư biết đây là unless nè đây unless mà phía sau thư thư dùng còn not nữa là chật lắc đó rồi dùng cái thầy if not đi loại ba người ta không có dùng unless đâu nha đó là cái cách mà người ta hay sử dụng cái uh, cái if loại ba này unless là chật lất đấy uh, sử dụng thầy if not cho nó nè rồi các bạn thì thì có tiếp theo sương mù ngăn cản máy bay cất cánh máy bay không thể cất cánh vì sương mù ở đây quá khứ các bạn was unable to à, cất cánh ha rồi be unable to bạn cộng cho thầy là vấp một nha rồi không là cất cánh nè bởi vì sương mù because cause of thick fog rồi bạn sẽ biết thế này một số bạn là biết là on account of thì uh, cũng được nhưng mà thầy thầy nghĩ rằng bạn nên dùng because of nha nhiều khi hướng hướng dẫn chấm ta không có những cái cụm từ khác tương đương bạn sẽ bị mất điểm đó câu số 6 đây số 6 đây thành viên của câu lạc bộ thì mở cho bất cứ ai trên 18 tuổi có nghĩa rằng bất cứ ai cái người mà câu trên ta dùng hiện tại câu này các bạn sử dụng cho thầy thì hiện tại đúng nha bất cứ ai cái người mà trên 18 tuổi ở đây người ta cho các bạn có từ mo à, từ đen chúng ta nghĩ tới là đen nè rồi đen 18 tám years of a đây nhớ thầy cái này nha rồi sử dụng cho thầy là 18 a year of a rồi các bạn sẽ viết như thế này nha quá trời bạn đúng luôn ở đây 18 đừng có viết giống thầy giống này nhiều khi bị trừ điểm các bạn phải cẩn thận nha cẩn thận các bạn. Người ta biết sao thì biết vậy, đừng có biết biết tắt đây. Phần C, chúng ta sẽ qua phần C nha, là phần viết viết thư các bạn. Rồi, đây chính là phần viết thư. Thì David thân mến. Rồi, David thân mến. David thân mến. Rồi, David thân mến, tôi đang viết ha. Rồi đây. À, viết thư. I am các bạn, các bạn lưu ý cho thầy nha, cái dạng bài tập này nè, các bạn đừng có thêm những từ phức tạp, bạn chỉ biến đổi thì, bạn chỉ thêm những cái particle là những uh, tiểu từ nha. Rồi lưu ý với thầy, I am writing, uh, tôi đang viết để mà kể với bạn nè, rồi how much, uh, bao nhiêu mà tôi rất là thích rồi ở đây đang kể lại đây các bạn sử dụng theo thầy thì quá khứ đơn từ các bạn đừng có đổi nha rồi những cái uh, những cái thời gian vừa qua thời gian mà uh, i spend rồi tôi đã trải qua với uh, bạn và gia đình của bạn nha and your family nhớ cho thầy không có thêm những cái từ phức tạp đâu chỉ biến đổi thầy chút xíu thôi và À, thêm những cái tiểu từ chỗ nào nếu cần thiết I'm going to I cho rồi thì thấy các bạn làm rất là nhanh luôn rồi thì thấy các bạn làm biết là nhanh luôn bạn Phương Thanh nè bạn Bảo Thanh nè tiếp các bạn cho family rồi yesterday yesterday evening đây rồi một câu các bạn thì ở đây bạn quan sát thấy từ xin các bạn nè rồi từ xin nè đó, đó chính là dấu hiệu là các bạn sẽ viết cho thầy chỗ này là hiện tại hoàn thành nha. I have been. Tôi thì ở nước Anh. Rồi, tôi thì ở nước Anh từ khi à, sinh. Ở đây beginning chúng ta nghĩ tới là the beginning of October các bạn. October. Thì từ bắt đầu tháng 10 và đây là cái lời mời đầu tiên của tôi để ăn tối với một gia đình người Anh and uh, this nè. ở đây các bạn sử dụng cái thầy thì quá khứ luôn nha rồi đây là cái uh, lời mời đầu tiên của tôi first invitation uh, để mà ăn tối với gia đình người Anh ở đây từ dinner uh, thầy sử dụng nó như một động từ luôn nha rồi uh, dinner with với một gia đình người Anh an English family rồi các bạn sẽ viết như thế này nha đây là lần đầu tiên to dinner rồi hoặc là for dinner rồi for đi for dinner các bạn rồi danh từ với một gia đình người Anh chúng ta sẽ qua câu số 3 nha thì ở đây tôi tôi thấy là là thấy rồi các bạn là quá khứ ấy, là I found nè à, cái đoạn hội thoại cái cuộc mà cái cuộc trò chuyện các bạn I found the conversation uh, nha rồi tôi thấy cái cuộc hội thoại này thú vị nhất uh, most interesting các bạn rồi các bạn tôi thấy cái này uh, most interesting và tôi rất là vui để đó tiếng Anh and I Uh, I was Class các bạn nè, To practice English nha. Rồi các bạn sẽ viết thế này nha. Rồi, uh, rồi có theo các bạn, đây có theo quá trời bạn viết ra rất là nhanh luôn nha, đánh máy rất là nhanh. Tôi cũng, uh, tôi cũng muốn chúc mừng bạn về cái việc tôi muốn chúc mừng bạn ha, vì bạn nấu ăn rất là ngon. Rồi ở đây bạn sử dụng lại cái thầy cái thầy hiện tại nha. Rồi like nè. I also like. Hoặc là I also like. Rồi to. Rồi. À, một số bạn dùng cái word cũng được luôn. Congratulate. Bạn nè. On your uh, excellent cooking. Tôi cũng thích để chúc mừng bạn ha. Rồi. Nếu mà các bạn dùng từ would chứ đừng có dùng I am nha. Rồi, các bạn dùng would hoặc là các bạn chứ các bạn đừng có dùng từ I am nha. Nếu bạn dùng I am nó nói giống như là từ thích đó các bạn. I would also like. Câu số 5 các bạn. Tôi rất biết ơn. Rồi, tôi rất biết ơn. I am grateful. Rồi đây. Ở đây các bạn lưu với thầy là tôi rất biết ơn à uh, to someone for something nha. Nếu mà các bạn cần á, cần tu cần tu xong qua thì tu xong qua ở đây còn nếu mà bạn không viết thì thôi mà nếu bạn viết là phải là tu xong qua nha tu du nè for nè rồi on the on the for information rồi thì tôi thì biết ơn với bạn nè cho tất cả những cái thông tin hữu ích cái thông tin mà rồi bạn uh, gave to me rồi give someone something còn đây thầy sẽ uh, phía sau thầy không có something nên là thầy dùng gave to me rồi về cái gì đó nè about bao uh, cái khóa học của tiếng anh the courses of english ha rồi đây chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo uh, nhớ thầy á chữ tu du này các bạn không cần viết cũng được nhưng mà nhớ thầy theo 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 cấu trúc là vậy nha đây câu số 6 các bạn tôi hy vọng tìm kiếm một cái trường hợp trong một vài ngày tới rồi I hope uh, một số bạn là dùng thích dùng mệnh đề còn đây thì dùng này cho nó gọn các bạn tôi hy vọng để mà tìm kiếm một cái trường phù hợp nha rồi school nè uh, một cái trường Ờ, phù hợp trong một vài ngày tới in next few days rồi đây à, xong các bạn câu số 7 nha bạn có thể gì đó tôi lời lời chúc tốt nhất cho chồng và con của bạn không đây chỉ là câu lịch sự các bạn rồi nó không phải dạng câu hỏi nha là would you please là lịch sử các bạn would you please give my nè rồi cái lời Uh, chúc tốt đẹp nhất của tôi best wishes à, uh, to cho gia đình của bạn nè do husband and children rồi đây cho husband and children nha yeah. uh, tiếp các bạn câu số 8 nha uh, rồi cảm ơn lần nữa thank you uh, thank you again thank you rồi ở ở đây thì các bạn chọn thay là thank you Once again, rồi thank you once again. Vì uh, for các bạn an extreme family uh, pleasure evening ở đây. Các bạn viết thế này. Rồi, tiếp các bạn. Tôi rất mong mỏi để gặp bạn tháng tới. Rồi, thì ở đây bạn giữ ai lúc vào cũng được luôn nha. Ai uh, không cần có thêm in cũng được các bạn, không cần thiết không cần phải thêm in. Người ta viết vậy thì không cần đâu các bạn Các bạn thêm cũng được nha Rồi tu See in you uh, see you Rồi uh, next month Rồi bài viết khá nhẹ nha Đây uh, I look forward to seeing you next month Yours Mary Rồi xong Chúng ta đã xong đề thi chuyên anh uh, Đà Lạt ha Rồi các bạn đánh máy rất mỏi tay nha Rồi À, Bảo Thanh Rồi Thành Nam Phương Thanh Bạn Vân của Ngọc là best visit luôn Ở <laughs> à, biết sao À đúng rồi best visit, đúng rồi Đề ngắn luôn à, Rồi chúng ta đã xong cái đề này nha Thầy cảm ơn rất nhiều các bạn á Rồi đặc biệt là các bạn phát biểu rầm rầm nè Bạn Anh Thư Bạn Phạm Học Bạn Bảo Thanh Bạn Ngọc Bạn Thư Thư Rồi thầy cảm ơn Thư Thư rồi Bảo Thanh làm 40 phút Cố gắng phát huy cho Bảo Thanh nha Bảo Thanh cứ làm Cứ 3 ngày làm một đề đi là vài bữa nữa thành siêu nhân luôn 3 ngày nữa một đề thành siêu nhân luôn Bạn Ader Olivion 9 trên 10 Rồi cảm ơn Bảo Thanh nha Rồi Anh Thư Vậy thì anh Thư làm lại nha Làm lại rồi check những câu sai thôi Ờ uh, check lại uh, mai thì thầy giải sẽ giải một ngàn câu đó các bạn thầy giải 1000 câu viết học lớp 6 á, bây giờ đề chuyên thầy sẽ không có giải nữa ha. Thầy sẽ tạm dừng đề chuyên. Hoặc có cái đề đặc biệt thì từ từ thầy tính sao à, tối tính Tom ơi, tối tính nha Tom ơi. Tỷ lệ chọi cao lắm ha. Rồi. Thôi cố gắng thôi. Rồi hôm nay cầm ba thật quá trời luôn. Rồi. À, tí nữa thầy chiều tối nay thầy tung khó live vip nha Phương Thanh nha. Thầy cảm ơn Phương Thanh quan tâm. Rồi thầy cảm ơn. À đúng rồi, Aluvion, nhưng mà 1.000 câu Lớp 6, lớp 7, lớp 8 đó em 1.000 câu lớp 6, à, không phải à, Câu viết câu á, Aluvion ơi Viết câu đó, em, tại vì thì các bạn Lớp 6, lớp 7, lớp 8 quan tâm nhiều đó, nhiều đó quá Để thầy làm xong cái đề đó Rồi, ok nha, rồi, ok Rồi, sắp thi cấp 3 rồi ha Rồi, thầy à, Cố gắng lên nha Sau này thì thầy sẽ giải các đề thi đại học luôn Đối tượng là Lớp 2 là các bạn lớp 9 nha dù 4 hay không thì các bạn lớp 9 á uh, Nên học lớp VIP 2 Vì sao? Bạn học cái trình độ đó thì bạn mới thi được Còn nếu như bạn cảm thấy cái trình độ đó nó quá khó Thì bạn có thể học thêm lớp VIP 1 để mà củng cố tăng cường Chứ bạn học không học lý VIP 2 thì khó mà thi nha Thầy nói rồi Đúng rồi Bảo Thanh nha Tối nay thầy... Uh, tối nay thầy sẽ gửi thông tin. Rồi, tới nói nói C một vậy thôi chứ tom C một, uh, một vu vi luôn đó, à. rồi C một vu vi luôn á tom có gì hết rồi v một vu vi luôn cơ bản rằng các bạn lớp 9 nếu đã học chuyên ăn thì học lớp vip 2 này của thầy thầy gửi thông tin rồi đấy ở cấp độ đó bạn học ở mức độ đó thì bạn mới thi bạn cảm thấy là đề thi bình thường còn không thôi bạn vô bạn sẽ xỉu úp xỉu đau nha rồi không thôi sẽ xỉu úp xỉu đau À năm nay thư thư thu nhỏ làm lớp 8. Có nghĩa là năm nay là thư thư sẽ lên lớp 9. À, học lớp VIP 1 nhằm để ôn củng cố nha. Nhằm ôn để mà củng cố. Chuyên Anh thành phố Hồ Chí Minh thầy thấy ngữ pháp đã ở C1 luôn đó à Olivia à nha. Rồi, thầy thấy rằng nó ở cái chia C C C1 luôn đó. VIP 2 tối nay thầy sẽ thông tin rồi, rồi thầy chào Phạm Chiến nha. Rồi, thầy rất mua vui khi mà em biết được cái bay của thầy. Mừng lắm. Có bạn ủng hộ thầy, thầy mừng lắm. Rồi. Rồi, bạn Vũ Ngọc muốn chuyển về Lâm Đồng kìa. Thấy thi uh, chuyển... <laughs> Cố gắng lên thư thư ơi. Cố gắng lên bây giờ mỗi ngày giải một đề đi. Thôi tăng tốc một ngày hai đề. Tám mươi mấy đề của thầy đó đem ra giải nha. Đem cái đề mà tỉnh gần giống với tỉnh em á. Giải nha. Rồi coi ở đâu giải đề nấy Rồi Rồi bảo, bảo thanh thầy thầy tính hết rồi bảo thanh nha Tom ơi bảo thanh thầy tính hết rồi 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 bảo thanh thì Tom thầy tính hết rồi Từ từ cứ bình tĩnh đi nha Rồi Hay quá ha subscribe chia sẻ đúng rồi Rồi thầy cảm ơn Tom nha Thôi thầy đã cảm, cảm tôm uh, BI thầy rồi một ngày ba đề nếu được đó thì làm luôn nha thư thư nha một ngày ba đề đúng rồi nếu mà có thời nếu mà có thời gian á làm luôn hãy sợ rằng toán văn anh có một một số nơi thi môn thứ tư nữa thôi thủ môn thủ kho chuyên anh sơn la cố gắng nha kịp hay không khó nói lắm thư thư ơi bởi vì cực kỳ khó khó nói lắm thư thư bởi vì kịp có nhiều bạn học rất nhanh nha nhưng có bạn nhiều bạn học rất chậm tuy nhiên thầy vẫn khuyên các bạn là cố gắng hết sức mình đi em cứ cố gắng hết sức mình bây giờ nói kịp hay không 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 nói được hãy cố gắng hết sức mình đi rồi thư thư nghĩ anh thư nghĩ sao mà à, ước mồ hôi hột nè rồi không có gì thư thư nha cố gắng nha nghệ an thầy giải năm 2020 rồi đó anh thư thầy giải 2020 nghệ an rồi đó em trên bay của thầy đây rồi bay nữa à gia huy ơi em ước nó dễ nhưng mà nó dễ hết cho tất cả mọi người nha 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 em có nghĩa rằng em thi đề dễ thì bạn khác cũng thi đề dễ và điểm nó cũng sẽ như vậy nha em à, nếu mà ước đó, thì em ước rằng năm đó không có nhiều bạn thi rồi năm đó không có nhiều bạn thi giả sử như là năm đó chúng tuổi tuổi con cọp á mấy bạn tuổi con cọp ít thi còn dễ thì dễ hết cho mọi người thì điểm chuẩn nó sẽ cao và nó sẽ khó đi rồi còn lâu mà bảo thanh ơi không có gì đâu rồi có thầy ủng hộ không sao hết rồi đúng rồi À Hồ Chí Minh đó ha Hồ Chí Minh thì à, Thầy đang nói tới đề sở Hồ Chí Minh nha Olivion nha Thì điểm chuẩn năm vừa rồi em thấy là 36 điểm rưỡi là 37 điểm nha 37 điểm đi Thì nếu mà em tính rằng nếu mà em toán em được 9 điểm uh, 9 điểm rưỡi nè anh, anh anh thường á em được 9 điểm 75 9 rưỡi luôn đi Văn em được 8 điểm đi Thì môn chuyên em chỉ cần 6 điểm rưỡi thôi Đó Đóm lại là anh chuyên em chỉ cần 6 điểm rưỡi thôi là em có thể đậu nha rồi ừ năm đúng rồi năm nay điểm điểm ta tỷ lệ chọi cao mà thi, đề thi nó còn dễ nữa thì em sẽ biết nó kinh khủng cỡ nào biết nó kinh khủng có nào à, đúng rồi lâu lâu và thư thư có câu rất là hay ha rồi rồi ủa bảo thanh thi học kỳ hả thi học thi rồi mà giờ thi gì nữa thi rồi giờ thi gì nữa em ờ cơ bản là căn cứ vào năm vừa rồi đó bác à, Olivia ơi căn cứ năm vừa rồi đó em mày mà phải phụ thuộc vào môn khác đó nha môn khác là em phải điểm cao như thầy nói đấy toán chín chín văn tám anh thường chín điểm rưỡi thì chuyên chỉ cần 6 đến sáu rưỡi thôi là đậu bởi vì em cộng lại đi nhân đôi cộng lại đi còn nếu như môn chuyên mà em được 7 điểm thì mấy môn kia không cần cao ví dụ vậy rồi ví dụ vậy đó À, rồi à, em chọi đá mấy đứa xỉu hết rồi mình em đậu rồi mình lúc đó mình em đậu không ai cho em học nha đội rồi lúc đó là không cho không ai cho em học đó à rồi vậy là bảo Thân ở ngoài hà nội chắc là dịch bệnh nên là là đặc biệt rồi rồi dịch bệnh nên là đặc biệt rồi các bạn cố gắng ha Đúng rồi, đề Hồ Chí Minh không có dễ em, đề Hồ Chí Minh là khó nhất nước đó em. Chỉ được cái là không có phần nghe với phần viết, phần viết. Mà nếu mà có phần nghe thì nhiều bạn khoái mà nhiều bạn không khoái, nó ngộ vậy đó. Nhiều uh, vậy á, nhiều nó ngộ ngộ vậy đó. Rồi thầy cảm ơn rất nhiều các bạn nha. Rồi thầy chuẩn bị khó học của thầy tối thầy show, thầy show thông tin cho các bạn. Thầy cảm ơn các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn. rồi thầy bye bye các bạn nha rồi bye bye tư thư bye, bye vũ ngọc bye bye thành nam nha rồi thầy bye, bye tất cả các bạn rồi thầy xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha rồi bye bảo Thân. Rồi, bye bảo thanh rồi bye bye bảo thanh bye bye tất cả các bạn rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn rồi bye bye anh thư nha rồi thầy thầy ao đây rồi bye bye